Chào cả nhà. Chào mọi người. Chào cả nhà nha. Thì hôm nay ba buổi trưa nay là ba anh nhiều mình ba anh em nhiều có cái món mà bò đó cả nhà. Đây, bò. Cảm ơn bò này cả nhà. Mua gì đây cả nhà? Bò này mình cũng mới mua đây, nước chấm nha cả nhà. Đây, nước chấm này. Mượn tiền của vợ mua đó cả nhà ơi. Thì trưa hôm nay ba anh em nhiều sẽ gửi đến cả nhà cái món bò mà chế biến cái món bò độc nhất vô nhị đó nha cả nhà. Cái này là không biết xào hay chiên hay là nướng ơi, nhưng mà nhìn nó độc lắm cả nhà ơi. Cả nhà thấy cái này là gì không? Lông bia. Bữa nay mình để vô đây mình nướng luôn cả nhà ơi. Ba anh em mình sẽ chế miếng cái món thịt bò này trên cái lông bia nha cả nhà. Mời cả nhà cùng xem ba anh em mình nha. Cả nhà xem thấy hay thì cả nhà xem hết clip nha cả nhà, ủng hộ cho kênh của mình nha cả nhà. Sau đây mời cả nhà cùng anh em mình chế biến món bò này dùng nha cả nhà. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị chế biến cái món bò nha cả nhà. Mình ướp gì? Gia vị hồi nãy chống anh em mình cũng đã để vô đây hết nha cả nhà. Giờ mình để vô thịt bò mình trộn là được nha cả nhà. Ủa món bò nó đỏ tươi như cái áo của anh Bình luôn. Dạ đây em mở lửa trước nha. Đó là chế biến bò. Rồi cái này. Nay trời gió to quá. Thấy ngon quá. Tính dùng thử luôn hả? Thử rồi nó vừa ăn không? Ngon lành chưa? Ngon lành cành đào cả nhà ơi, cho nó thấm vô chút nữa là bắt đầu bên kia thằng em nó đốt lửa là cháy lên là bắt đầu anh em mình để vô nướng cả nhà. Ê, thằng em mình nó đang mồi lửa nè cả nhà. Cháy chưa cụ? Gió quá nơi từ từ nó mới cháy được. Ngồi nhiệt tình vô. Gió quá này. Gió quá ha. Này, gió quá này do ảnh hưởng của bão đó cả nhà, bão số 8 mươi chín đài nó báo là nó trồng hai cơn bão vô lượt đó cả nhà. Gió quá trời gió. Quá gió rồi cả nhà. Sao ổn không được không? Được được được, hai cái lon cuối bốn lon rồi mà. Chưa. Để nó tắt rồi kìa. Quá gió. Che cho em, che cho em đi. Có tao bệnh không? Như không. Đó, lửa nó cháy trong cái lon bia đó cả nhà thấy không cả nhà? Phải dùng tới dụng cụ chắn gió mà nãy giờ nó kêu gồ màu quá. Cháy dầu vô cả nhà ơi. Cháy dầu vô đây nè cả nhà ơi. Đó. Cục dữ. Nóng không? Nóng chưa? Gió quá trời gió luôn rồi. Rồi. Quá nhiều hả? Quá hấp. Cái đó quá nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Trời ơi. Trời ơi. Ghê chưa? Sôi chưa, coi dầu sôi chưa? Trời mới có vô sôi sôi gấp với anh, từ từ anh. Lên tiêu là được hả? Cha xanh mẹ đẻ tới giờ mới ăn món này lần đầu cả nhà. Sao vậy? Đó, sôi cả nhà. Xèo xèo cả nhà. Wow. Không dẫn không? Nhà xem nè. Cái này hít lấy sâu vô nha. Do. Nóng hết rồi đó. Món này chín nè, chín luôn. Chết hết. Cả lại cả nhà. Quá hấp dẫn. Hấp dẫn không? Quá. Nhìn thấy tá không? Đợt này cũng hơi độc lạ chút xíu nha cả nhà. Cháy còn cháy. Nó còn sôi đó là còn cháy đó. Yêu hơi yêu không? Tiêu vô, bỏ tiêu vô. Được, tính đi. Tính đi. Chở ra qua. Bò này nó phải tái được rồi. Bò là vừa chín tới là ăn ngon ha. Gì? Mình một miếng bự quá. Chuyện mới đã. Đó. Mấy kỳ. Mấy kỳ là dịch mà. Mấy kỳ. Sôi quá trời sôi luôn. Đây, chín rồi đây. Đây. Mình để tiêu nha cả nhà. Cả nhà của mình để tiêu nè. Trời anh, trời hả? Đây nè, coi em bỏ nè. Đây, cả nhà của mình thử món một miếng đầu tiên rồi. Ngon chưa? Hấp dẫn không cả nhà?
Hai làm đầu tiên, hai làm đầu tiên. Đợi ông anh mình làm đầu tiên này cả nhà. Thử coi hương thức coi cái mặt ảnh nghe nha. Dối nha cả nhà. Mà cả nhà dùng chung với anh em mình nha. Chậm. Bò nướng hộp lon. Bò nướng hộp lon. Quá ngon. Mời cả nhà nha. Ngon, cảm nhận ơi, cảm nhận ơi. Thịt bò nó ngọt. Rau rồi giống hòa quyện nó ngon cả nhà. Hấp để con màu bảy nữa nha. Xây khô vậy. Đây em, em cái pháo thứ hai nữa rồi. Đây đàn em mình đó cả nhà. Thử kìa em. Này pháo món thứ hai mới được. Quá hấp dẫn. Nóng quá. Nóng quá hả? Quá nóng. Để tiêu vô luôn. Để tiêu vô luôn. Nhất cách đại sư không? Ăn cái miệng nó quá trời cái miệng. Nách nướng nãy nè, ngon quá. Quá ngon. Ngon quá. Nhìn thấy hấp dẫn quá cả nhà ơi. Gạt máy vô ngoài ăn chung luôn. Ở, ở ngoài nước ngoài là cứ gì nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Đổ ở ngoài chơi không có mấy nhà luôn. Còn Việt Nam mà làm ra. Việt Nam. Nè anh coi em, nè anh coi em nè. Ngon quá à. Ngon ha. Ngon. Bây giờ mình ăn vậy luôn nè. Mình cũng thèm dữ lắm cả nhà ơi. Còn hổm mình coi trên TikTok này người ta ăn gì nè ông nội ơi. Gì nè. Đó. Gì nè. Ha. Để không nhai ha. Tiêu hả vậy nè. Bao nhiêu nữa nè. Rồi anh hồi nãy anh có gì đó mà tính tiền lại thôi. Chiều mình có cá mình ăn không mà hết rồi. Ngon quá. Ủa nóng quá. Hấp dẫn không? Dạ cái gì đâu mình đầu em vậy. Mời cả nhà nha. Mọi người. Cái này chỉ chín chưa xong hết rồi. Sao không để vô? Bỏ vô ăn kịp luôn á. Rồi xôi nè nhìn xôi nè. Ờ chào luôn anh cho mấy giọng nè. Đó được rồi. Còn cái này nó còn cháy không? Nè anh ăn đem nhiều, anh ăn đây nãy giờ bút mấy miếng rồi. Đạo quá. Cái này làm chén nó chấm ngon ha. Chén chấm xuất sắc nha, chén chấm cực kỳ ngon. Lúc sau mình có ảnh mình hướng dẫn mọi người làm chén nước chấm đi nha. Hợp lý á. Chén chấm rồi. Chén chấm rất là ngon. Cả nhà thử cho biết cách mà món bò làm cái này ăn đi cả nhà. Vui lắm cả nhà, thú vị nữa. Vô lo ăn không không bỏ miếng nào cho em út hết trơn mấy anh này chết rồi. Ôi trời ơi. Mời cả nhà nha. Tôm không? Tôm không? Thôi tôm tôm này luôn. Tôm này nó chín quá. Ôi trời ơi. Em chọn cho em cái dầu nè. Dầu đâu? Cái dầu này anh cầm đâu? Không được rồi. Hơi rung cả nhà xem mà cả nhà thấy nó rung quá cả nhà thông cảm cho mình vậy cả nhà. Mang quậy ra nó một cái con. Cả nhà nha. Tiếng mèo đang nhập tâm cả nhà. Chín rồi. Dết đi. Ồ, khoan từ từ để em chứ. Em ăn kiểu bình lên, bình an cho ta. Cái là kiểu tinh tế
tốt ăn, tao ăn được gì sao? Chậm quá. Sao ta, nãy sao cũng lấy chỗ nào để chỗ. Chỗ nè. Rồi. Nè. Gì nè phải không? À. Nè, gì nè. Miếng họ miếng nhỏ nhỏ được rồi. Nè, chấm gì nè. À. Nè. À. Nè, cho nó tốt ăn gì nè nha, ha. Ngon, thấy không? Rồi miếng thịt bò của em đâu? Ừ, chỉ mày ăn nè. Ừ. Ngon. Rồi yên bệnh chỉ mày gì nè. Rồi giờ tao ăn chị em nữa hả? Có để con gà nè cả nhà nè. Rồi miếng bên đây của em cũng mắc tiêu luôn rồi hả? Còn miếng kìa. Sao? Ngon anh Bình á, ngon á. Không, mày biết ăn chưa, nó chỉ lỡ lần nữa. Ờ, tôi người Việt Nam ăn cái gì. Được chưa, được chưa? Ờ, đây. Nó chỉ lần nữa đi. Ờ, khổ. Rồi, anh chỉ cho. Ờ, Việt Nam. Tiêu quá. Việt Nam vậy nè. Vậy nè, vậy nè, quắn về nè, ó. Xong rồi, đơn giản thôi, chấm vô việc đặt bánh vô nè, ó. Đây. Ừ, nó sôi nè. Hay quá. Chả lỡ, chả lỡ. Làm mấy anh ở hả? Để em. Ôi thằng này nó làm được hai lon luôn kìa. Con mà cái gì vậy? Trời ơi ba. Úi dồi con nè, úi dồi quắn rồi nè. Ồ. Ôi làm hai lon luôn kìa. Trời. Em muốn nó làm được cho làm mình để vô. Ôi ơi trời, nó làm được hai phát là hai lon luôn á. Ngon quá cả nhà. Tới mình nghe cả nhà. Tới mình làm một phát. Hòa quyện trong hoàng biển như vậy dễ sợ. Chấm ngon nữa. Mời cả nhà nha. Đã rồi. Ngon cả nhà. Quá phê luôn. Chưa trời, trời chưa mà ăn thịt bò không đó cả nhà. Bảo nữa. Lâu lắm rồi mới ăn thịt bò. Nó ngon. Chấm quệt nó lên cái ha. Ui trời ơi. Uống nó lợi ha. Kè nó gặp cái này. Cái từ từ ha, cái mình đưa vô họng ha. Có ngon. Ngon không anh? Không có lạnh nhóc. Quá hấp dẫn. Ăn nó chan thịt bò gì trời. Vậy cũng được nữa anh. Thịt bò ăn chan thịt bò luôn ha. Ngon không? Ăn này ra nó mắc mũi luôn trời. Cả nhà ơi, ăn cái thịt bò á cả nhà. Nó cay cay, ăn miếng ớt vô nó cay thiệt cả nhà ơi. Mà nó ngọt, thịt bò nó ngọt lắm cả nhà. Ớt nào mới chẳng cay. Mình mới mua thịt bò về nó còn tươi lắm cả nhà ơi. Chính là tới. Dạ. Nước sốt, nước chấm anh Bình làm nó kéo kỹ luôn trời. Nó nhiều quá ngon. Học dữ lắm đó. Nghiên cứu rồi đó. Đó. Đây không? Đừng nói chuyện, chuẩn bị tắm. Thấy giờ mới ăn chứ mới thấy giờ sống ba mấy năm nay mới gặp cảnh này à. Chưa gặp hoàn cảnh nào như cảnh này. Đúng là em sai của ta. Còn cháy mà. Còn cháy, cháy lắm luôn á. Tại cháy cũng từ từ chứ. Này cũng lâu. Thấy không? Chúng mày cứ như vậy đó. Này nè, gửi cái nè. Thôi. Mày em gửi anh bệnh em đi xả lúa rồi. Xôi. Để cho nó nóng hồi á. Để liền lên nó không đã đâu. Nó để cho xèo cái ha. Rồi bắt vào lại lỏng không? Nó cháy sợ hồi để vô cái nó xèo liền luôn. À. Ớt đỏ trơn luôn nè. Cả nhà mà xem video của mấy anh em mình mà có thấy hay á, cả nhà nhấn một like và một lượt đăng ký giùm mấy anh em mình nghe cả nhà. Chia sẻ cho bạn bè cùng xem luôn nha cả nhà. Ngon quá. Ngon ha. Quá ngon. Đúng rồi, còn chờ đợi gì nữa. Thôi, cái gì em út phải nhường cho những anh lớn ăn trước. Em ăn đi. Ok, vậy là cứ nhường cho anh Hoài cũng đi. Dạ, em trưởng thành rồi, anh ăn đi. Rồi. Ai chơi ngu chịu khoái một bự. Rồi, ngon đi mà. Ờ, em không ăn. Ngon lắm. Ngon chưa lắm rồi. Nói chung á mà nhiều cũng sống từng tuổi này mới ăn cái cảnh thịt bò làm cái miếng kiểu này đó cả nhà. Mời cả nhà nha. Vậy là anh xong phải không? Giờ tới em Út. Chơi lần ba đúng không? Nó quén một cái hết trơn luôn á. Cái khôn quá. Mà mọi người nha, mình ăn kiểu này là mấy anh mình cũng thua mình luôn rồi mọi người ơi.
nó làm phát có 2-3 lon ở nhà mình, làm có lon một, nó làm lần 2-3 lon không à. Nuốt ăn mà nhờ mảnh nuốt nhanh chạy nhanh hồi không như lỗ mũi nóng quá lên còn lên khói nè, ngon quá, ngon cả nhà. Cả nhà thấy cái này mình ăn cái món bò nè rất là lạ không cả nhà. Bò cái món bò rất là bình thường nhưng mà cách chế biến của anh em mà thấy lạ không cả nhà. Thì cái gì nữa không có, nó sôi. Em giờ em mấy anh ngưng rồi phải không, rồi để em mấy anh làm đi để em là sôi nè. Thì nói chung thì trước khi mà dứt clip này đó cả nhà, thì giờ ba anh em xin chúc cho cả nhà xem clip mà được vui vẻ và nhiều sức khỏe nha cả nhà, ngày mới được nhiều thành công. Và xin cả nhà thấy hay thì cho nhì xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của nhì nha cả nhà. Các anh có nói gì không? Tí nói chuyện cả nhà không? Dạ không, chúc mừng người một ngày vui vẻ thế thôi, mình quá vui vẻ rồi. Thì ba anh em xin clip ở đây nha cả nhà, bye bye cả nhà.